dựa theo một hình vẽ do cảnh sát cung cấp và được vẽ theo lời mô tả của nhân chứng, cảnh sát tại tiểu bang Pennsylvania đã biết được ông Nguyễn Phước Hùng, 44 tuổi, chính là thủ phạm. Tuy nhiên, họ đang truy tìm ông ta, chưa biết là ông ta đang trốn ở đâu. Khi cảnh sát cung cấp hình vẽ của nghi can này đến báo chí địa phương vào ngày thứ ba vừa qua, ngày 6 tháng 2, nhiều người tưởng là cảnh sát đùa giỡn vì hình quá giản dị, trông như là hình vẽ hoạt họa. Thế nhưng một thám tử đã nhìn ra những nét chính của hình như là hoạt họa này và tin chắc nghi can chính là ông Hùng. Ông từng bị bắt trước đây và có ảnh trong hồ sơ lưu trữ của cảnh sát. Khi được xem ảnh lưu trữ do thám tử cung cấp, nhân chứng đã khẳng định là ông Hùng chính là nghi can trong một vụ giả dạng người khác. Trước khi có hình vẽ, cảnh sát từng được người dân trình báo là có một gã đàn ông đã mạo nhận là nhân viên tại một quán bán hàng ở chợ Central Market tại thành phố Lancaster, lợi dụng lúc nhân viên bước ra khỏi quán để làm một công việc gì đó. Ông Hùng bước vào quán để thế chân và tự nhận là nhân viên của quán. Sau đó ông nhận tiền của khách hàng rồi bỏ trốn. Sau khi nhận được thông tin về vụ giả dạng nhân viên vào ngày 30 tháng Giêng, cảnh sát chỉ công bố một bản văn nói về tội phạm này trên trang nhà của sở cảnh sát. Bản văn cho biết có một người đã ăn cắp tiền mặt và bỏ chạy bằng chân. Ông ta là một người khoảng từ 30 cho đến 40 tuổi, cao 5 feet 4, tương đương là 1,6 m, và người nhỏ con, thon gọn, có thể là người Nam Mỹ Châu hoặc là Á Châu. Sau đó có một nhân chứng đến sở cảnh sát để mô tả hình dạng của nghi can. Nhân chứng này nói rằng nghi can có tóc đen thẳng dài tới lỗ tai, có xương má rộng và cằm nhọn. Và dựa theo lời khai của nhân chứng này mà cảnh sát đã vẽ bức hình bị nhiều người chê cười, tưởng lầm là hình giỡn chứ không phải hình thiệt. Thế nhưng một thám tử từng làm việc với Nguyễn Phước Hùng trong một lần phạm tội khác của ông Hùng đã nhận ra những nét chính trong hình vẽ. Khi thám tử lấy hình của nghi can trong hồ sơ và cho nhân chứng xem, thì người này liền nói đúng là hắn ta. Mặc dù biết Hùng là nghi can, cảnh sát chưa biết ông ta đang ở đâu và đang nhờ dân chúng giúp một tay để bắt được ông ta. Vào ngày thứ tư, trong blog của cảnh sát Lancaster cũng đã nhìn nhận hình vẽ đã thiếu chuyên nghiệp và giống như hoạt hình. Nhưng nhờ hình vẽ này mà nay cảnh sát có nghi can để điều tra. Số ở sở cảnh sát Lancaster là 717-735-3300. Ai biết thông tin về ông Hùng xin liên lạc và gọi vào số này. Trùm buôn lậu ma túy người Colombia Pablo Escobar thì đã kết thúc cuộc đời vàng son oanh liệt của một ông trùm cách đây gần đúng 25 năm. Nhưng khối tài sản khổng lồ và đầy bí ẩn của ông ta vẫn khiến cho nhà chức trách hai nước Mỹ và Colombia không thể dừng những cuộc săn lùng tốn kém. Hành trình truy lùng kho vàng bị chôn giấu của trùm ma túy Pablo Escobar. Ai đã tiêu diệt trùm ma túy Colombia Pablo Escobar? Theo tờ Daily Mail của Anh, với tài sản ước tính là 30 tỷ đô la Mỹ vào thập niên 80, quy đổi theo thời giá hiện nay thì khoảng 55 tỷ đô. Nhưng theo hãng tin Fox News, con số này có thể lên đến 70 tỷ. Rất nhiều người bị buộc hay là tự nguyện tham gia vào việc tẩu tán, cất giấu tài sản của Pablo Escobar đã bị ông ta tìm cách sát hại để mà bịt miệng. Một số lượng lớn vàng và tiền mặt được chôn giấu rải rác ở Colombia mà không có bất kỳ tài liệu bản đồ nào còn lưu giữ. Tuy nhiên, ngày 23 tháng Giêng vừa qua, tờ The Sun đưa tin một trong những tàu ngầm vận chuyển ma túy của Pablo Escobar đã được tìm thấy ở một địa điểm ngoài khơi Colombia. Chiếc tàu ngầm này được cho là có thể chứa những manh mối về nơi Escobar cất giấu gia tài trị giá 70 tỷ đô la Mỹ. Pablo Escobar sinh năm 1949 tại Naranjo, Colombia và lớn lên ở ngoại ô Medellin. Sống đã bộc lộ ra tính cách ngỗ ngược và đầu óc kinh doanh ngay từ khi còn đi học. Điển hình là chuyện ông trùm tương lai đã ăn cắp những tấm bia mộ rồi mài mờ chữ khắc trên bia, bán lại cho những kẻ buôn lậu ở trong vùng.
Theo học Đại học Dân lập ở Berlin không lâu, Pablo bỏ dở chuyện học giữa chừng để nhanh chóng tham gia vào các hoạt động phạm pháp như là kinh doanh thuốc lá lậu hay là vé số giả, trộm cắp xe hơi. Sebastian Morokin, con trai của Pablo, đã từng không ngượng ngùng khoe rằng cha mình đã có bước chân đầu tiên vào con đường phi pháp khi bắt đầu kinh doanh bằng tốt nghiệp giả, thường là bằng của trường đại học tư nhân Mỹ Latin ở Medellin. Và mặc dù là mánh mung với đủ loại bằng giả, nhưng Pablo lại không tự làm cho mình một tấm bằng khi đột ngột rời học đường. Vào đầu thập niên 70, Pablo tham gia các băng trộm cắp và cả làm vệ sĩ. Không chỉ đem thân làm lá chắn cho người khác, Pablo còn kiếm được không dưới 100.000 đô la Mỹ từ việc bắt cóc tống tiền ở khu vực Medellin và nhanh chóng bắt tay với Alvaro Brito, một tay buôn lậu có tiếng ở trong vùng. Không lâu sau đó, vào sinh nhật lần thứ 26 của mình, tài khoản ngân hàng của Pablo Escobar đã ghi nhận con số là 3 triệu đô. Từ năm 1975, Pablo bắt đầu công việc buôn bán ma túy. Ban đầu vận chuyển ma túy bằng đường hàng không, chủ yếu là tuyến là Colombia, Panama đến Mỹ. Sau đó, Pablo tự mình mua 15 chiếc máy bay cỡ lớn, trong đó có một chuyên cơ và 6 máy bay trực thăng. Trong cuốn Escobar, Roberto Escobar, anh trai của Pablo, khẳng định loại máy bay lớn nhất của bang Medellin vận chuyển được tối đa là 23 tấn ma túy một chuyến. Ngoài máy bay, anh em nhà Escobar còn sử dụng tàu ngầm để vận chuyển các chuyến hàng lớn nhằm qua mặt cảnh sát tuần duyên. Tháng 5 năm 1976, Pablo cùng vài đàn em bị bắt cùng 18 kg ma túy khi đang thực hiện việc vận chuyển từ Ecuador về Medellin. Ban đầu, Pablo đã tìm mọi cách mua chuộc các thẩm phán ở Medellin hòng chạy tội nhưng đã bị từ chối. Tuy vậy, phía tòa án vẫn không có đủ căn cứ để cho Pablo ngồi tù. Thế là Pablo rửa nhục bằng việc ra lệnh bắt giữ và thủ tiêu các thẩm phán. Hành vi này là khởi sự cho việc cấu kết giữa chủng ma túy và chính quyền địa phương thông qua hối lộ và giết người thủ tiêu. Tại Peru, Pablo mua bột ma túy sau đó đem về chiết xuất trong phòng thí nghiệm ở căn nhà 2 tầng của mình tại Medellin. Chuyến vận chuyển ma túy đầu tiên trong sự nghiệp lừng lẫy nhằm xây dựng đế chế của mình. Pablo chỉ mua có 14 kg bột ma túy ở trong lớp máy bay. Mỗi chuyến như vậy, Pablo thản nhiên bỏ túi là 500.000 đô la Mỹ. Sau những chuyến hàng đầu tiên chót lọt, nhu cầu sử dụng ma túy trong nội địa của Mỹ tăng vọt. Pablo đã mở rộng phạm vi phân phối ma túy ra các khu vực Nam bang Florida, bang California và nhiều tiểu bang khác ở Mỹ. Pablo cùng đồng bang chủ Carlos Leder đã sát cánh làm việc cật lực để phát triển và khai thác một điểm trung chuyển ma túy mới đặt ở đảo Norman's Cay ở Bahamas, cách bờ biển Florida khoảng 350 km về hướng đông nam, để xây dựng hạ tầng phục vụ các chuyến trung chuyển ma túy, bao gồm đường băng, bến cảng, khách sạn, tàu thuyền và máy bay và cả các kho lạnh để chứa ma túy. Vào thời kỳ đỉnh cao quyền lực, mỗi tháng Pablo vận chuyển khoảng 80 tấn ma túy từ Colombia vào Mỹ. Vào những năm giữa thập niên 80, mỗi chuyến hàng bằng máy bay phản lực, băng đảng Medellin cho vận chuyển cỡ 11 tấn ma túy. Theo số liệu của chính phủ Mỹ, đến đầu thập niên 80, ước tính là có khoảng 70 cho đến 80 tấn cocaine được vận chuyển từ Colombia vào Mỹ mỗi năm. Trong đó, đường dây Medellin Cartel của Pablo đảm nhận phần lớn. Năm 1982, sau khi kiếm được bộn tiền, Pablo bắt đầu lấn sân sang vấn đề chính trị. Được bầu làm đại biểu Quốc hội năm 1983, ứng viên thay thế của Đảng Tự do Colombia. Đây chỉ là vỏ bọc để Pablo leo cao nhằm phát triển mạng lưới tội phạm của mình. Pablo từng ra lệnh mua chuộc sát hại các sĩ quan cảnh sát và những nhà báo dám động đến mình. Khi bị bắt, Mỹ muốn Colombia giao Pablo cho Mỹ để mà xử lý về tội buôn bán ma túy. Nhưng cuối cùng, Escobar đã dùng tiền kết hợp khủng bố để mà tránh bị dẫn độ qua Mỹ. Từng là có lời đồn rằng tiền chảy vào túi Pablo Escobar như trước, nhiều đến mức không kịp tiêu nên Pablo thường xếp tiền thành từng bó, rồi cho vào thùng kim loại cùng với vàng đưa đi chôn ở những nơi mà y cho là an toàn. CIA ước tính là khoảng 1/5 trong số tiền khổng lồ này nằm ở Colombia.
Số còn lại chuyển sang kim loại quý, mua bất động sản, máy bay, tàu thuyền phục vụ cho việc kinh doanh ma túy. Cả hai tàu ngầm để Pablo đem của cải giấu dưới đáy đại dương. Lời người anh trai Roberto Escobar, người đã từng làm thủ quỹ cho em của mình, đã thụ án 12 năm vì Pablo kiếm được rất nhiều tiền, nhưng hàng năm số tiền bị giảm đi 10% do chuột ăn, mối mọt, hoặc là có khi là tiền bị dính nước lâu ngày bị hỏng. Trung bình là mỗi ngày Pablo chi tới 2.500 đô chỉ để mua dây chun cao su dùng cho việc gói tiền. Dù là trong mắt giới chức chính quyền Colombia và Mỹ, Pablo Escobar là một ông trùm tội phạm, thì với dân thường ở Medellín, y là một người hùng thực sự. Pablo bỏ tiền đầu tư rất nhiều vào việc tu sửa cơ sở vật chất ở vùng Medellín nghèo khó, chi tiền xây nhiều sân vận động, khu liên hợp, tài trợ bóng đá địa phương và xây trường học, bệnh viện, nhà thờ và miền Tây Colombia. Chính vì điều này mà Escobar có được sự tin tưởng của người dân nghèo, khiến cho cơ quan chức năng rất khó mà điều tra cũng như là tiếp cận các nguồn thông tin về y. Nhưng cũng nên biết rằng chính Escobar là nguyên nhân khiến cho Colombia có khoảng là 26.000 người chết trong năm 1991 và 1992. Ít nhất là 600 cá nhân đã bị Escobar chi tiền để tiêu diệt. Lý do là vì cản đường buôn ma túy của hắn. Sau vụ ám sát hụt Luis Carlos Galán, ứng cử viên tổng thống, chính quyền tổng thống César Caviria đã tuyên chiến với Escobar, khuyên hắn nên đầu thú. Năm 1991, Pablo chấp nhận đầu thú và vào tù. Tuy nhiên, y không bị dẫn độ sang Mỹ theo một điều lệ sửa đổi trong hiến pháp năm 1991 do chính y giật dây. Dù là ở tù nhưng Escobar vẫn tiếp tục điều hành đường dây ma túy của mình. Sau khi bị truyền thông phanh phui, Escobar đã dùng ảnh hưởng của mình và vượt ngục thành công. Vào thời điểm đó, mối lo lớn nhất của tên trùm ma túy là bị dẫn độ sang Mỹ. Năm 1992, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Mỹ và cảnh sát quốc gia Colombia bắt đầu tiến hành chiến dịch săn lùng trùm ma túy Pablo Escobar. Và sau gần 2 năm tìm kiếm liên tục, chiến dịch săn lùng Escobar kết thúc vào ngày 2 tháng 12 năm 1993. Với công nghệ sóng vô tuyến 3 điểm, đơn vị trinh sát điện tử Colombia đã phát hiện ra Escobar đang ẩn náu trong một khu dân cư. Escobar và đám vệ sĩ chống trả nhưng bị lực lượng cảnh sát bắn liên tiếp vào chân, thân và tai. Cái chết của y hiện vẫn còn nhiều bí ẩn. Trong khi đó có nguồn tin cho rằng Escobar tự sát. Sau khi Pablo Escobar chết thì đường dây Medellín bị xóa sổ và băng nhóm Cali tiếp quản mảnh đất màu mỡ này. Và lúc còn sống, hoàng đế ma túy Pablo Escobar đã đút túi rủng rẻng là 75 triệu đô la Mỹ mỗi ngày, mua vô số bất động sản khổng lồ, máy bay và cả những hóa thạch khủng long vô giá làm cho quà tặng cho con trai của mình. Những khoản tiền và vàng không dùng để chi tiêu thì Escobar lại cho thuộc hạ chôn giấu ở nhiều nơi. Khi Pablo Escobar bị tiêu diệt thì hành trình săn lùng khối tài sản của Pablo lại bắt đầu. Chính phủ Mỹ và Colombia đã thành lập nhiều đơn vị đặc nhiệm, như vào năm 2009, Mỹ đã thành lập đội quân săn lùng kho báu Pablo, gồm cho các cựu binh SAS, những người từng phục vụ ở các chiến trường Iraq và Afghanistan, do ông Steve Murphy, một trong các đặc vụ chống ma túy sừng sỏ của lực lượng chống ma túy của Mỹ, DEA, đứng đầu, và nhóm khác gồm hai cựu điệp viên CIA, Dirk Lutz và Ben Smith. Không phải hoang đường, Pablo và thuộc hạ thân tín đã cất giấu khối tài sản khổng lồ trong các hang động sau đó. Pablo lại ra tay giết họ để bịt đầu mối. Đây chính là lý do không ai biết những kho tiền này đang ở đâu, ông Steve Murphy cho hay. Cùng với chính phủ Colombia và Mỹ, nhiều người mua lại nhà tài sản của anh em nhà Pablo Escobar, bán lại cũng tham gia trong cuộc chiến này. Ví dụ như ông Richard de Berdua, chủ nhân tòa biệt thự trước đây thuộc quyền sở hữu của Pablo ở Miami, Florida, đã mua căn nhà năm 2014 với giá là 10 triệu đô. Không chỉ vui thú điền viên, Richard de Berdua mới đây tiết lộ đã mua vài thiết bị đặc biệt nhằm tìm kiếm tiền vàng trong tư dinh của mình. Theo bản tin của hãng tin Fox News công bố vào 24 tháng Giêng vừa qua, không chỉ tìm kiếm trên đất liền, hai cựu điệp viên CIA Dirk Lutz và Ben Smith hiện đang tìm kiếm những chiếc tàu ngầm chở ma túy
đắm do Pablo sử dụng và người ta nghi nó là nơi đang chứa tiền vàng nằm ở ngoài khơi vùng biển Caribe thuộc Colombia. Chúng tôi dựa trên các thông tin tình báo thời đó cho biết, do phải đối mặt với hải quân hoặc là cảnh sát biển, nên các đoàn chở ma túy của Pablo đã nằm lại dưới đáy đại dương. Cũng có thể là không phải là ma túy mà là tiền vàng. Bởi đại dương là nơi cất giấu an toàn nhất, Ben Smith tiết lộ như vậy. Mới đây khi trả lời phỏng vấn với báo chí, Dirk Lars, người đã quay phim bộ phim mang tên là Finding Escobar Millions, vừa được phát kênh Discovery khẳng định là bằng chứng về kho báu của Pablo là có thật, và đó là những thùng nhựa đầy ắp tiền mặt, vàng cũng như là súng đạn. Mới là một phần nổi trong số hàng tỷ đô la Mỹ mà Pablo đã từng cất giấu, tuy nhiên thực hiện công việc này cũng đầy mạo hiểm và rủi ro. Và Ben Smith đã sử dụng công nghệ hiện đại như là máy bay không người lái để tìm kiếm những dấu vết nhỏ nhất trên mặt đất và cả các loại máy quét hiện đại để mà dò vật dụng cất giấu dưới lòng đất. Ngoài ra họ còn sử dụng nghiệp vụ liên lạc những người từng là đồng nghiệp thân cận của Pablo để tìm ra manh mối. Tìm kiếm kho báu của Pablo thực sự là một công việc mạo hiểm nhưng rất là cuốn hút. Hiểm họa rình rập có thể mất mạng bất cứ lúc nào, giống như là tìm kiếm kho báu của những người xưa. Nó luôn đi kèm những lời nguyền bí ẩn đầy chết chóc, Dirk Lars nói trước báo giới như vậy. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.